Tôi đã bị mụn trong 20 năm. Giờ đây, trên mặt không để lại vết thâm hay sẹo mụn nào. Dù có mọc mụn do kỳ kinh mới, tôi vẫn có thể nhanh chóng làm mờ vết thâm và khiến chúng biến mất. Gói gọn tất cả các phương pháp điều chỉnh từ bên trong đến chăm sóc bên ngoài. Đầu tiên là tôi đi gặp bác sĩ và anh ấy khuyên hai cách điều chỉnh bên trong rất đơn giản. Một là uống vitamin C, viên nén hoặc viên nhai rẻ nhất cũng có thể giúp làm giảm sắc tố melanin của chúng ta. Nhưng cũng đừng uống vitamin C liên tục nhé. Uống trong một tháng rồi ngừng lại, rồi sau đó là dầu cá. Dầu cá chứa omega 3 có tác dụng tốt trong việc giảm viêm. Tôi cảm thấy sau khi sử dụng, lượng dầu trên da giảm đi, cũng ít nổi mụn hơn. Sau đó, chúng ta cần hiểu rõ quá trình hình thành vết thâm mụn. Trước tiên, sau khi mụn đỏ và sưng tấy lặn xuống, sẽ để lại vết thâm đỏ. Nếu không xử lý kịp thời để làm dịu da, sự tích tụ melanin sẽ biến thành vết thâm mụn. Để giảm thiểu vết thâm mụn, cần phải giải quyết sớm. Để phòng ngừa sự hình thành vết thâm mụn, hoàn toàn không nên dùng tay để nặn hoặc chạm vào mụn một cách tùy tiện. Đặc biệt là khi mụn vừa sưng vừa đau, không nên cố nặn. Nếu không làm đúng cách, có thể gây ra sẹo. Phải chờ cho đầu mụn trắng và nhô lên trước khi sử dụng kim nặn mụn. Và nhớ luôn phải dùng bông tẩy trang có cồn để khử trùng mỗi lần. Nếu mụn đã được nặn ra và không còn máu, chỉ còn chất lỏng trong suốt thì thường sẽ không để lại sẹo. Khi đang điều trị vết thâm, chúng ta phải đảm bảo bảo vệ da khỏi ánh nắng một cách nghiêm ngặt. Cố gắng đừng thoa kem chống nắng vì các thành phần bên trong có thể kích thích vết thâm và gây ra nhiều mụn hơn. Trong khoảng 1 đến 4 ngày sau khi mới nặn mụn, dưới da vẫn có nhiều viêm đỏ. Bước này, chúng ta cần phải nhanh chóng giảm viêm và làm dịu. Dùng tinh chất có thành phần từ ong liu hoặc kem chiết xuất từ cỏ nhung thuyết đều có tác dụng giảm viêm và phục hồi. Khi mụn đã hoàn toàn sạch xuống chỉ còn lại vết đỏ, tôi sẽ chuyển sang dùng si dâm chữa lá ô liu này. Tinh chất từ ong liu giúp giảm đỏ và làm mờ vết thâm. Sau khi làm sạch da, bôi si dâm giảm đỏ lên vùng da đang nổi mụn và bị đỏ này. Sau đó, thoa kem lên vết đỏ và massage cho đến khi thấm vào da. Hiệu quả làm mờ dấu vết của nó thực sự rất tốt. Bạn làm như thế này khoảng nửa tháng thì cơ bản cũng sẽ nhạt dần gần hết rồi. Để lại vết thâm do sắc tố melanin, cũng chính là vết thâm do mụn. Chúng ta chỉ cần thực hiện hai bước để làm sáng da hiệu quả. Sử dụng exit là một lựa chọn tốt. Như tôi, sử dụng tinh chất với nồng độ 20% exit. Nhưng nếu bạn mới bắt đầu, hãy bắt đầu với nồng độ thấp để kiểm tra khả năng chịu đựng của da trước. Sau khi sử dụng liên tục vài ngày, vùng da đó sẽ bắt đầu có hiện tượng bong chóc. Sau đó, bạn có thể thêm một tinh chất làm sáng da để làm mờ sắc tố melanin thêm nữa. Các sản phẩm như vitamin C, Amivin 377 hoặc niacinamide đều có thể sử dụng. Chỉ cần sản phẩm có hiệu quả làm mờ vết thâm và da của bạn có thể chấp nhận thành phần đó, bạn có thể tiếp tục sử dụng và kết hợp thêm. Cần lưu ý rằng các sản phẩm dành cho vết thâm do mụn nên tránh sử dụng cho vết đỏ do mụn, bởi vì nó có tính kích ứng. Nếu sử dụng không đúng cách, có thể khiến vết đỏ do mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Các sản phẩm dành cho vết đỏ do mụn cũng không cần thiết phải sử dụng cho vết thâm do mụn. Những vết thâm này có thể dễ dàng mờ đi đến mức bạn không còn nhìn thấy chúng nữa. Mụn vàng càng uống càng sáng, ô tô trắng đến phát sáng. Mặt nạ Mazone làm sáng khuôn mặt. Tôi thực sự thích những bao bì này xấu xí, nhưng giá cả còn chưa bằng giá sản phẩm của người khác, hiệu quả còn tốt hơn sản phẩm có tên tuổi lớn. Đầu tiên là túi bột hắc mai biển này. Đây là một trong những loại nước uống trắng da hiệu quả nhất mà tôi từng uống. Cây hắc mai biển chính là vua của các loại vitamin. Hàm lượng vitamin C bên trong gấp 20 lần, lại làm sáng màu da, tác dụng chống oxy cũng không cần phải nói. Mỗi lần chỉ cần 2 hoặc 3 muỗng bột là được. Thương hiệu không quan trọng, chỉ cần khi bạn mua thì chú ý xem nguồn gốc của nó. Thông thường, hắc mai biển từ các vùng như Tân Cương, Thanh Hải, Ninh Hạ có giá trị khá cao. Lần trước trong video đó, tôi đã giới thiệu cho các bạn một loại kem dưỡng da từ Hoàng Kỳ mà đúng không? Lần này tôi lại tìm được một loại mặt nạ ngủ từ Hoàng Kỳ. Gần đây tôi thực sự rất thích Hoàng Kỳ, thứ nhỏ bé này, bởi vì hiệu của loại vỏ màu vàng thực sự rất tốt. Mỗi lần tối thức khuya sẽ dùng nó, ngày hôm sau thức dậy, trên mặt tôi không nhìn thấy chút xỉn màu nào. Mặt nạ ngủ này, bạn chỉ cần đắp và đợi 10 phút mỗi lần trước khi đi ngủ. Nếu da bạn là da khô thì bạn có thể đắp rồi ngủ luôn cũng không sao. Da dầu thì rửa sạch, thật sự chỉ có mười mấy đồng một hũ. Tôi khuyên tất cả các thương hiệu nên theo tiêu chuẩn này để cạnh tranh. Cuối cùng là cái này được đóng gói và vận chuyển bởi một người bạn Tân Cương của tôi. Anh ấy nói với tôi đây là xà phòng sữa dê tự nhiên nguyên chất. Video trước đây của tôi về những sản phẩm tốt từ Tân Cương đã trở nên nổi tiếng. Sau khi xem xong, tôi rất tức giận khi anh ấy nói sao bạn lại không giới thiệu cái này. Mặc dù có mùi cừu rất nồng, nhưng các bạn thử xem, dùng nó để tắm thật sự có thể cảm nhận được da mềm mại như thạch luôn. Bên trong nó không chỉ có axit béo chất lượng cao để bù nước cho da, ngoài ra còn có chất chống oxy hóa tự nhiên. Cái này tôi chỉ rửa một cánh tay để kiểm tra hiệu quả. Các bạn xem vừa rửa xong so sánh thử nhé. Hơn nữa vẫn không thêm bất kỳ tính chất nào hay nguyên liệu hóa học mà được làm hoàn toàn bằng tay từ sữa cừu và dầu cừu. Các bạn đang quan tâm thật sự có thể thử xem nhé. Triệu Lộ Tư và các idol khác rốt cuộc bên trong cốc có gì? Nghe nói này các chị em, tuyệt đối đừng uống theo của các idol. Trước đây tôi gan lớn, đã dùng uống suốt một tuần. Trời ơi, vì tôi đã trở nên chống lại số phận, biến đổi vận mệnh, thành cô gái bạch nguyệt quang trắng trẻo luôn. Nhất định đừng để người mà bạn ghét thấy được nha. Nước trắng da giống như của Triệu Lộ Tư, gồm chanh vàng, chanh dây, mật ong pha chung với nước để uống. Bạn chắc chắn sẽ trắng lên. Nếu bạn không trắng thì hãy đến tìm tôi chỉ uống được một tuần, giờ tôi đã quên kem nâng tông là gì rồi. Tiếp theo là nước uống giảm cân của Tăng Lê. Ai có thể nhận ra rằng cô ấy đã gần 50 tuổi rồi. Một người bảo bạn phải trắng, một
người bảo bạn phải gầy, chỉ cần chanh leo, chanh và bạc hà kết hợp lại với nhau tạo thành một cốc nước siêu mẫu cực kỳ ngon. Sau bữa đại tiệc, uống một ly, thích đến mức không cần bạn bè. 3 là nước giảm sưng dùng các nhóm nữ, gồm trà xanh và chanh. Buổi sáng thức dậy uống một ly, khuôn mặt sẽ nhanh chóng giảm sưng. Tôi đã thử qua, cực kỳ hiệu quả. Còn có những mẹo làm đẹp này, nhanh chóng chụp màn hình và lưu lại nha các chị em ơi.